Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy 10 mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam có thay đổi ngoạn mục Toyota Vios Mitsubishi Spander đã phải nhường chỗ cho các mẫu xe của Hyundai Ngoài sự sụt giảm tới 50%, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1 chứng kiến sự thay đổi rất ngoạn mục của các mẫu xe nằm trong top 10 bán chạy Toyota Vios và Mitsubishi Spander đã phải nhường ngôi cho các mẫu xe ăn khách của Hyundai. Thị trường ảm đạm đầu năm. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA và các doanh nghiệp sản xuất ô tô cho thấy thị trường ô tô Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2020 đã có những biến động. Doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt có 15.787 xe, trong khi đó 12.807 xe là xe du lịch, giảm 48%, 2.757 xe thương mại và 223 xe chuyên dụng, giảm lần lượt 65% và 41% so với tháng trước. Cùng với 5.944 xe Hyundai do thành công mô tô bán ra thị trường doanh số 21.731 xe các loại. Sản lượng của các xe lắp ráp trong nước đạt 9.599 xe giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.188 xe giảm 54% so với tháng trước. Trong khi đó, tính đến hết tháng 1 năm 2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.787 xe, giảm 49%. Xe nhập khẩu đạt 6.188 xe, giảm 58% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong top 10 những mẫu xe ăn khách nhất, Toyota Vios, ông vua doanh số và Mitsubishi Spander đã tụt dốc, nhường chỗ cho các mẫu xe Hyundai. Doanh số của toàn thị trường giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến hầu hết các mẫu xe ăn khách tại thị trường Việt Nam. Top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2020 có một sự thay đổi đáng kể. Nhiều mẫu xe trong một thời gian dài nằm trong danh mục xe ăn khách bị đẩy ra ngoài như Toyota Innova, Ford Ranger, Honda CRV, Mazda CX-5. Thay vào đó là các tân binh như Hyundai Tucson 826 xe, Hyundai Santa Fe 736 xe, Kia Soluto 605 xe bất ngờ cũng lọt vào top 10 xe bán chạy. Đáng chú ý, trong tháng 1 năm 2020, cả Toyota Vios và mẫu xe 7 chỗ giá rẻ Mitsubishi Spander đều bị tụt hạng. Qua mặt Vios là Hyundai Accent với 1.733 xe, cách biệt tới gần 200 xe. Mitsubishi Spander tụt xuống hạng 4 với 1.159 xe được bán ra. Như vậy, đứng thứ nhất là Hyundai Accent với 1.733 xe. Xếp vị trí thứ hai là Toyota Vios 1.598 xe, Hyundai Grand i10 chiếm vị trí thứ ba với 1.586 xe, Mitsubishi Spander 1.159 xe, bằng lòng với vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Mazda 3 tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm với 858 xe. Hyundai Tucson lọt vào top 10 xe bán chạy với 826 xe. Hyundai Santa Fe 736 xe. Toyota Fortuner 690 xe. Kia Soluto có thể nói lần đầu tiên lọt vào danh sách top 10 xe bán chạy với 605 xe được bán ra và Kia Cerato đội bảng đứng vị trí thứ 10 với 603 xe được bán ra. Lẽ dĩ nhiên, một yếu tố khách quan trong tháng 1 năm 2020 đó là Tết Nguyên Đán. Những bận rộn cho việc chuẩn bị Tết và kỳ nghỉ Tết kéo dài tới đầu tháng 2 là nguyên nhân chính đưa đến sự sụt giảm doanh số của các mẫu xe được bán ra. Kỳ nghỉ Tết kéo dài trong đầu tháng 2 và ảnh hưởng của đại dịch virus corona cũng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến doanh số bán ra của các mẫu xe trên thị trường Việt Nam trong đầu năm 2020. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy, chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.